chứ còn cứ im lặng thì không nên. Rồi, trong bài slide 4 thì chủ yếu của chúng ta là về vòng lặp. Hôm trước thì chúng ta cũng có đó sử dụng vòng lặp rồi. Hello. Rồi, slide 4 ha. Slide 4 thì chúng ta sẽ lấy trong ổ C COM 108 đi, new một cái folder mới. Và việc làm này của chúng ta là gần như hàng ngày, giống như là các bạn cầm đũa ăn cơm thôi. Cho nên là cũng không có gì là quá khó khi mà bạn không thể tạo được một cái project có cấu trúc giống như thế này. Cứ gõ vô COM 108, số thứ tự mã số sinh viên, tên và cái nhu cầu của mình. Sau đó thì tạo với một cái folder ở trong COM 108, new một cái folder mới. Và chúng ta bấm lưu, lưu file này cũng lưu đúng cái tên này luôn. Bởi vì các bạn bị trường hợp thế này nè. Ví dụ nè, khi các bạn làm bài lắp 1, lắp 2, lắp 3 mà các bạn quên, các bạn không biết lưu ở đâu, thì các bạn vô trong cái Windows Explorer của mình, các bạn có thể search là con 108 số thứ tự mã số sinh viên họ tên, rồi bạn bấm là slide 4 hoặc là lab 4, hoặc là bạn chỉ cần bấm lab 4.c thôi là nó đã search đến cái vị trí của các bạn. Còn nếu như mà cả hàng chục project các bạn đều lưu cái tên file là main.c thì bạn tìm main.c nó ra cả hàng chục main, biết main nào. Đó là có lợi cho mình. Mình nhanh 1 giây nhưng mà nó không đáng ha, mình chậm 1 tí nhưng mà mình rõ ràng, dễ. Ở trong cái phần slide này chúng ta đang nói về vòng lặp. Và vòng lặp người ta đang dùng là while, do while và for. Như vậy thầy dùng vòng lặp for trước. For. Và các bạn phân biệt giúp thầy là khi nào là dùng while, do while và khi nào dùng for. Vậy chúng ta sẽ dùng for trước để chúng ta dễ thấy. Bây giờ chúng ta sẽ đặt điều kiện là, đặt trường hợp một bài toán là chúng ta sẽ xuất 100 số hoặc là 10 số. 10 số nguyên dương đầu tiên. Đây, mình xuất 10 số nguyên dương đầu tiên. Như vậy thì các bạn có thể dùng lệnh print. Mình xuất gì đây? 1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10. Ok, 10 số nguyên dương đầu tiên. Dễ không? Ok. Bây giờ tiếp theo, xuất 1.000 số nguyên dương đầu tiên. Rồi làm sao? Hả? À, print từ 1 đến 1.000. Được chưa? Như vậy đây mới là nhu cầu. Chứ còn với những bài toán nhỏ thì chúng ta không thấy for là gì cả. Vậy với bài toán lớn chúng ta sẽ sử dụng for. Chỗ này các bạn sẽ sử dụng for và cấu trúc của for. Đây, cấu trúc của for, các bạn nhìn cái cấu trúc của nó. Cấu trúc của for. Các bạn sẽ dùng vòng for trước nha. Tại sao thì tí nữa thầy sẽ nói với các bạn. Vòng for. Đây. Cấu trúc của vòng for thì nó sẽ có nè. Giá trị khởi đầu. Chấm phẩy. Nhớ là chấm phẩy nha. Điều kiện. Phẩy. Bước nhảy. Như vậy thì giá trị đầu là gì? Điều kiện là gì? Bước nhảy là gì? Nhắc lại, sau dòng for hoặc là sau một cấu trúc, nếu bạn chỉ có một lệnh thì không cần cặp dấu ngoặc nhọn. Cặp dấu ngoặc nhọn này nó chỉ có tác dụng là nó gom tất cả những cái lệnh cho cùng một cái cha phía trước.
Ví dụ như là why thì phía sau có năm lệnh thì chúng ta phải bỏ vô cặp dấu này. If phía sau có ba lệnh đúng trong cái if luôn thì chúng ta phải bỏ vô cặp dấu này. Còn nếu mà if a nhỏ hơn 0 in ra rớt, còn không in ra đậu thì không cần dấu ngoặc nhọn. Chỉ có một lệnh phía sau của cha thì không cần ngoặc nhọn. Như vậy chỗ này vòng for cũng vậy. Và chỗ này cấu trúc của chúng ta là khởi đầu, điều kiện, bước nhảy. Và chỗ này chúng ta sẽ khai báo cái gì? Chỗ này khởi đầu các bạn sẽ khai báo, bạn có thể khai báo phía trước ở trên này một biến y. Y để chạy. Và chỗ này chúng ta gán y bằng 0. Cái này là tùy mình. Còn mình là số số nguyên dương đầu tiên thì thường chúng ta sẽ dùng là 1 đúng không? Có 0 không? Nguyên dương có 0 không ta? 0 đúng không? Ok, thì mình cứ cho đúng là đúng đi. Mình bắt đầu muốn in từ 1. Thì mình sẽ gán là y bằng 1. Đây là giá trị khởi đầu. Chấm phẩy. Điều kiện là gì? Mình muốn in bao nhiêu số? 1.000 số. Thì đến 1.000 còn in không? Còn in. À, như vậy y bé hơn hoặc bằng 1.000. Đây là điều kiện. Nếu như bé hơn 1.000 thì in. Bằng 1.000 cũng in luôn. Và bước nhảy. À, chúng ta in 1, 2, 3, 4. Tức là y bằng y cộng 1. Hôm trước chúng ta học biểu thức một ngôi là gì? Y cộng cộng. Y cộng cộng. Xuống hàng, nhiệm vụ của chúng ta là làm cái gì? Chỗ này nhắc lại, dấu ngoặc nhọn này nếu như các bạn có nhiều lệnh thì các bạn dùng ngoặc nhọn. Còn nếu không có, giả sử bây giờ thầy chỉ có việc in ra thôi. Rồi, print. Chỗ này, mình gõ gì chỗ này? À, phần trăm D. À, cách ra, ok. Phải đưa gì vô? Y. Như vậy là chúng ta chỉ cần một lệnh duy nhất thì chúng ta không cần dấu ngoặc nhọn. Và chúng ta sẽ chạy thử cái đoạn chương trình này nó sẽ như thế nào. Đây, chúng ta đã in ở phía trên. Ở phía trên nó không có xuống dòng cho nên là chúng ta không thấy. Xịt n đi ha. Rồi, như vậy thì các bạn thấy là mình đã in cái dòng đầu tiên từ 1 đến 10. Và thứ hai, vòng lặp for của mình in từ 1 cho đến 1.000. Như vậy mình in được 1.000, mình in được 1 tỷ không? Được ha. Như vậy thì vòng lặp for của mình, vòng lặp for của mình. Vậy mình muốn for, mình muốn for, mình phải biết trước cái gì? Lặp bao nhiêu lần? Lặp bao nhiêu lần? Số lần lặp của mình ở đây. Được chưa? Giả sử chỗ này thầy không cộng cộng mà thầy lấy là y cộng bằng 2, chuyện gì xảy ra ta? Y cộng bằng 2 nó in ra 1, 3, 5, 7. Tại vì khởi đầu của mình là 1, sau đó bước nhảy là y bằng y cộng 2. 1 cộng 2 bằng 3, 5, 7. Ví dụ chỗ này các bạn cho bằng 7 đi, bằng 6 đi, 7 gì. Rồi ok. Thì nó cứ nhảy lên thôi. 1, 8, 15, 22. Chỗ này đến 995 là nó dừng. Tại vì nó cộng 7 nữa là nó lên hơn 1.000. Cho nên là nó dừng. Nó dừng ở đây. Đó. Như vậy mình đã hiểu được 3 thành phần bên trong một cái lệnh for chưa? Bây giờ chỗ này mình không khai báo y ở trên, được không? Mình không khai báo y ở trên. Tất nhiên chỗ này nó sẽ nói rằng là y này chưa được khai báo. Nhưng chúng ta có thể khai báo ở đây.
À, đối với lại C thì nó không cho. C cộng thì ok. Đó. C cộng thì các bạn sẽ khai báo. Còn đối với C thì các bạn phải chú ý là mình phải khai báo trước. Rồi, C cộng là ok nha. C cộng là bạn khai báo bên trong là nó ok. Bây giờ đây là vòng lập for. Vậy thì chúng ta có thể kết hợp vòng lập for này để làm rất là nhiều thứ. Ví dụ như là chúng ta xuất ra tất cả các số lẻ, chúng ta mới làm xong. Xuất ra tất cả các số chẵn. Rồi, gì nữa? Ví dụ người ta yêu cầu một cái đề bài là nhập vào hai số A, B. Xuất ra tất cả các số chẵn nằm trong khoảng từ A đến B. Rồi, mình làm thử ha. Như vậy cái đoạn này chắc mình không cần phải để nữa đúng không? Bây giờ bài toán của mình là nhập vào hai số AB, xuất ra tất cả các số chẵn trong khoảng từ A đến B. Vậy mình cần thêm hai biến nữa là A phẩy B, và mình sẽ print nhập A hai chấm cách ra, rồi scan, mình ghi vậy cho nó gọn, nó dễ nhìn luôn. Phẩy phần trăm a chấm phẩy, mình đã nhập được a, bây giờ mình sẽ nhập b. Bạn nào không hiểu là nói liền, thầy ơi chỗ đó thầy ghi cái gì em không hiểu nha, chứ đừng có im lặng các bạn. Chẳng thà thầy cực cho các bạn một tí bây giờ mà khỏe hơn là các bạn không biết gì, các bạn bỏ học thì nó mệt hơn. Mệt là mệt các bạn á, chứ không phải mệt thầy. Đó. Rồi, như vậy mình đã có A có B, và bây giờ người ta nói rằng bạn phải for để lấy từ A đến B. Vậy thì lúc này y bằng gì? Y bằng A, và chỗ này mình cố tình mình nhập A nhỏ hơn B nha. Nếu sau này có thể một cái đề bài toán thì yêu cầu là kiểm tra AB, cái nào nhỏ đưa vô trước thì lúc đó khác nha. Như vậy mình có AB, chỗ này dấu gì? Chấm phẩy, cấu trúc của nó là như thế. Y nhỏ hơn bằng B chấm phẩy Y cộng cộng. Bây giờ mình có biết là hồi nãy á mình cho là số 1, sau đó mình cộng 2 thì nó sẽ in ra là 1, 3, 5, 7. Còn bây giờ mình đâu có biết A là số mấy đâu, là mình biết chẵn hay lẻ. Vậy thì chỗ này mình phải làm gì? À, chỗ này mình chẳng biết đường là A chẵn hay lẻ. Cho nên mình sẽ if trong trường hợp A chia hết cho 2. Phải không? No. Y chia hết cho 2. Bởi vì A mình đã gán qua Y rồi. Và cái Y mới là cái chạy. Chứ còn A mình không quan tâm nữa nha. A là giá trị ban đầu, và giá trị ban đầu nó đã được gán cho y rồi. Cho nên nhiệm vụ trong vòng lập for này của mình là đi kiểm tra y, không phải kiểm tra a. Hiểu kịp chỗ này không? À? Sao? Chưa hiểu chỗ nào? Rồi hồi nãy thầy hỏi là chưa hiểu chỗ nào thì nói ở hai cái ví dụ đầu tiên sao không nói? Hai cái ví dụ đầu tiên sao không nói gì hết? Hả? Chưa chưa tỉnh ngủ hả? Tỉnh ngủ chưa? Tỉnh ngủ chưa? Các bạn đi từ 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 những cái ví dụ đơn giản nhất. Chứ nếu mà các bạn không đi đơn giản, các bạn nhìn vô các bạn sẽ ngợp á. Rồi dạy tiếp cái này đi, tí nữa nó lại. Như vậy chỗ này chúng ta sẽ kiểm tra y chia hết cho 2 bằng 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 0. Đây là nếu trường hợp y là số chẵn thì chúng ta làm gì? Xuất ra phần trăm d cách ra phẩy y,
Và các bạn chú ý là đoạn code của chúng ta không có một dấu mở đóng ngoặc nhọn nào cả. Bởi vì trong for chỉ có một lệnh if. Trong if có một lệnh in, chứ không phải là hai lệnh này con của for nhé. Cái này là cha nè, con nè, cháu nè. Rõ ràng nha. Có nhiều bạn viết vậy. Viết vậy, được không? Chạy không? Chạy. Nhưng mà nhìn không biết đường. Nhưng khi mà bạn viết qua Python, chắc chắn không chạy. Python nó sẽ hiểu ba lệnh này là ngang cấp, và nó chạy lên trên, nó chạy lên dưới, nó chạy lên dưới, không liên quan gì nhau. Cho nên viết mà đúng cấu trúc nó rất là tốt, nó rất là có lợi sau này. Các bạn có thể viết những ngôn ngữ khác. Và mình nhìn nó rất là clear, rất là dễ nhìn. Và bây giờ chúng ta sẽ nhập vô A và B. Ví dụ như A là 5, B là 99. Thì chúng ta có tất cả những số chẵn từ 6 cho đến 98. Đây là những số chẵn từ 5 cho đến 99. Ha, mình xong cái vòng lặp for. Và các bạn sẽ xem và code lại giúp thầy cái đoạn code của chúng ta. Đây là cái code mà sẽ sử dụng cho nhập hai số A và B. Thì tí nữa thầy sẽ quay trở lại. Các bạn không biết, các bạn nói liền, đừng có ngồi nhìn, thầy nói rồi. Đừng có ngồi nhìn các bạn. Người thiệt là các bạn chứ không phải là người khác. Cho nên là không hiểu thì nói ngay: thầy ơi, chỗ đó làm sao vậy thầy? Tại sao chỗ này là thầy khai báo là y bằng 1, rồi chỗ này tại sao là nhỏ hơn ngàn, tại sao chỗ này cộng 7? Đó, thì các bạn phải hỏi chứ. Các bạn nói không hiểu, mà không hiểu ngồi nhìn. Thầy đã cho các bạn cơ hội để hỏi mà các bạn không hỏi.